Những năm qua, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Tân Uyên được chú trọng đầu tư theo hướng đô thị thông minh, xứng tầm là thành phố trực thuộc tỉnh. Trong đó, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch là một trong những tiêu chí quan trọng trong phát triển đô thị. Đến nay, tỷ lệ dân số đô thị tại thành phố Tân Uyên được cung cấp nước sạch là 97,5%, vượt chỉ tiêu năm 2023 đề ra là 97,2%. Tỷ lệ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh 100%. Đến cuối tháng 6 2023, thành phố Tân Uyên đã đầu tư lắp đặt 794.211 mét ống cấp nước, tăng 32.475 mét ống so với năm 2022. Các đơn vị cung cấp nước sạch có công suất thiết kế từ 900 đến 290.000 mét khối ngày đêm. Mạng lưới cấp nước của chi nhánh cấp nước Tân Uyên chúng tôi đang quản lý thì hiện nay bao gồm là thành phố Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên. Với tổng chiều dài đường kính ống hiện nay là hơn 500 km. Dự kiến năm 2023 là phát triển thêm khoảng 70 km đường kính ống các loại từ phi 63 đến phi 450 ly. Trước bối cảnh đô thị hóa nhanh, công nghiệp ngày càng phát triển, đa phần người dân Tân Uyên hiểu được vai trò, tầm quan trọng của nguồn nước sạch và các nguy cơ tiềm ẩn của việc sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Do vậy, các cấp chính quyền của thành phố đã yêu cầu 4 chi nhánh cấp nước của Biwase và Trung tâm Đầu tư Khai thác Thủy lợi và Nước sạch Nông thôn tăng công suất, mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới, ống nhánh, ống trục đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân từ đô thị đến nông thôn, nhất là cấp nước cho Bạch Đằng, Thạnh Hội và Tân Định, những địa phương có ít mạng lưới đường ống nhánh. Về sinh hoạt, về đời sống, nhất là về sức khỏe, nên là bên em là muốn chuyển đổi sang sử dụng mục đích để sử dụng nước sạch, nên là để an toàn và tiết kiệm. Đấy, và nó có một cái nguồn nước nó lúc nào nó sẵn sàng, nó không bị động. Thực hiện theo sự chỉ đạo của ban tổng đốc công ty cổ phần tổng công ty cổ phần nước môi trường Bình Dương thì chúng tôi đang thực hiện một dự án rất là quan trọng có tính liên kết vùng. Đó là tuyến ống cấp nước cho đường trên đường Tạo Lực, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bầu Bàng. Mục đích thực hiện chương trình này là nâng cao năng lực cấp nước Biwase cũng như thực hiện cấp nước an toàn của Biwase để kết nối liên thông mạng lưới cấp nước, cụ thể như là khu vực thành phố Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên, huyện Phú Giáo và xa hơn là tỉnh Bình Phước. Hiện căn cứ danh sách các tuyến đường cần ưu tiên lắp đặt đường ống cấp nước sạch hàng năm của Ủy ban Nhân dân các địa phương, xí nghiệp cấp nước Tân Uyên sẽ tiến hành khảo sát, thiết kế đường ống phù hợp với nhu cầu sử dụng nước của các hộ dân, các doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025, 98% số hộ trên địa bàn thành phố Tân Uyên sẽ được sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.